Sếp tính giao việc cho nhân viên nhưng khi xem camera thì phải suy nghĩ lại. Khi sếp đang chuẩn bị xuống giao việc cho anh nhân viên thì thấy cảnh tượng qua camera mà phải chạnh lòng giao cho người khác. Cụ thể là trong lúc này, nhìn qua camera công ty thấy được một nhân viên của mình đang nhắn tin với người yêu với những dòng chữ và câu từ rất dài nên nghi là đang cãi nhau. Thanh niên chỉ ngồi một góc dốc hết tâm can giải thích và níu kéo mối quan hệ. Thế nhưng trong lúc nóng giận hoặc không muốn nghe thì tất cả đều vô nghĩa. Cái kết vô cùng đắng khi mà màu sắc của Matt đổi từ hồng yêu thương sang màu xanh. Nhìn sự bất lực của anh mà cộng đồng mạng cũng thấy đồng cảm mà buồn thay. Thôi thì công việc vẫn đang còn ở phía trước nên mong anh đủ tỉnh táo để lấy lại tinh thần làm việc. Một số bình luận của dân mạng để lại: nhiều khi sếp la cái, có khi mai ổng nộp đơn nghỉ việc luôn cũng có. Đi làm trong nước mắt, sếp mà phạt nữa ổng bật lại luôn đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.